Tiên Xu xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay thì cũng gần đến Tết rồi, 2 tuần nữa là đến Tết thôi. Thì Tiên Xu đi ngang qua trên đường Lê Duẩn này, thấy có một cái vườn mai cũng lớn lớn mà mọi người đang lặt lá mai, nên Tiên Xu cũng muốn đi vào đây quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn mai cho những ngày gần Tết. Hình như cái mai này mình trồng ở đây hồi đó giờ hả anh, hay là mới chở vô? Dạ, Bình Định chở. À, Bình Định chở vô giờ mới lặt như vậy. Đó, cả nhà mình coi cái anh này, anh lặt lá mai nè. Này thì Tết thì bán khoảng nhiêu cây anh? Dạ, bu giá thì 2 triệu mấy, có triệu mấy, có đủ loại. Cái này là mình chở vô đây hồi nào đây? Bữa mùng 10 đi. Mùng 10, hôm nay 12, cái đây 2 ngày hả? Dạ. Quá trời nụ. Vô đây được 100 cây không anh? Hơn chứ dạ, hả? Dạ, 150 cây. 150 cây. Mai Bình Định. Đất này mình thuê phải không anh? Dạ, thuê chị. Chỗ này thuê nhiêu anh hả? Mấy chục? Ờ không. 9 triệu. 9 triệu cho từ đây đến Tết luôn hả? Hoa đào, hoa mai thắm tươi, ngày Tết gần về rồi. Này mình lặt thôi chứ mình đâu có tỉa dáng gì nữa đâu anh ha. Dạ, lặt lá không à. Đây cả nhà mình có muốn mua mai sớm thì liên hệ anh này ra đây. Này chỗ này số mấy anh hả? Số mấy Lê Duẩn? Không biết luôn. Để hỏi có ai mua mai sớm người ta thích ra ra đây người ta mua lựa, người ta chọn lựa. Không biết luôn, để lấy nữa Tiên Xu đi dẫm. Này là đối diện cái chỗ quán cà phê shop gì đó cả nhà mình đây. Nhà gì? Công an Cao Thắng hả? Nhà khách công an Cao Thắng đó. Cả nhà mình đứng bên đây nhìn qua bên kia đường lại chỗ này. Ủa mới lặt có 1 cây thôi à? 2 cây. Dạ, cũng lặt tí đó lần. Đi qua bên này coi cả nhà. Xu đi qua bên này coi. Ào, cái này không. Cái này nụ con nhỏ. Ừ, còn 2 tuần nữa. Mình đi coi mai nha. Ê, cái này nụ nè, cái này gần muốn bung lụa. Cái này mai nở sớm. Đi, giờ đang kết chuyện béo với mày đi. Hai cả nhà. Đi qua chỗ kia coi như kệ mẹ đó. Nhớ lên quá trời, 150 cây ở đây. Ở mọi người đang tỉa tỉa. Nhưng mà cái đó nở sớm chứ anh, chứ cái này đâu có nở kịp Tết đâu. Tám nghèo vậy không? Hả? Tám nghèo em có sợ đâu mà. Cái gì? Cái đó là 8 ngày rồi mà nó cũng kịp. À, 8 ngày rồi hả? Ờ. Này để coi qua bên này coi này, cái này. Ồ, cây này cái búp cưng chưa nè, nó nằm trong cái góc luôn. Cái cành nè. Này đi vô này đợi mình mấy người anh? 2 người. 2 người thôi hả? Ủa sao em thấy ai cũng giọng Phú Yên hết vậy? À, còn dân ở quầy. Có 2 người vô mà sao em thấy 6-7 người giọng Phú Yên? Vô đây mới gặp hả anh? Dạ, dân định vô đây, nói chung anh em quen biết tới chơi. À, rồi tới chơi ha. Này tối ngủ là phải là canh mai nữa nè ha. Có dạ, cái rào lại chứ hả? Không canh đâu chị, đợi ai lụm chứ. À hả? Anh ghi cái bảng. Không phần sự miếng vào. À, không phần sự miếng vào, ai muốn lụm thì lụm. Cho lụm lá thôi chứ góp để lại tôi nha. Này mình mua ở tận vườn rồi đó hay anh, hay là này nhà mình nhà. Ở nhà luôn hả? Ồ. Nhưng mà một gốc mai này mình trồng mà nó lớn gì thì mất khoảng bao năm à? Cây như đây là vô năm 7 hả? Vô năm 7 hả? Là cây này 7 năm hả? 6 năm. 6 năm. Bước giờ qua năm là bước vô năm 7. À. Nhưng mà thường là mấy năm thì nó sẽ cho ra hoa à? 1 năm nó cũng ra luôn mà. Là điều tại nhỏ ra ít hay nhiều thôi chứ. Một trồng 1 năm mà ra hoa á? Ủa. Sao mà ra hoa sớm vậy? Em thường em nghĩ chắc cũng phải 3 năm chứ. Dạ thì 3 năm thì nó nhiều. Ờ. Mấy cây đây vô năm 4 này. À.
là, à mình trồng mấy cái gốc mà to to thì nó sẽ là nhiều năm hơn hả? Mấy cái này là 8-9 năm rồi. Ừ, này là gốc dáng bonsai là 8-9 năm này cả nhà. Đẹp quá. Ai quay cô chú anh chị các bạn xem ha, cái này chắc 2-3 ngày nữa thì Su đăng lên á, mọi người có muốn lựa mai sớm thì qua đây lựa. Lựa sớm lựa trễ thì giá nó khác nhau. Khác chứ ha? Ừ. Sớm thì rẻ hơn chứ hả? Này đi một vòng mà cô chú chị. Ồ, ở đây có cây đu đủ luôn nè. Cây đu đủ chín nè. Cả nhà mình thấy đu đủ không? À, dạ. Đây đu đủ đây cả nhà mình. Ấy gì luôn, một đu đủ chín ha. Này. Để mình qua mình hỏi ảnh nha, cách chăm sóc mai nha. Anh nếu mà anh trồng á, cái anh chỉ giùm cho bà con mình ở đây cách chăm sóc mai sao cho nó ok anh, sau khi mà mình chơi Tết xong á. Hả? Cây này gọi là cây gì? Nhất chi mai hả? À? Không phải, nó dáng nó bự dữ vậy hả? Cây này để chơi anh? Hay là à, để bày uống nước. Ủa có cây duy nhất vậy á? Nó có nhánh rẽ ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bát. Chân nè, 1 chân, 2 chân, 3 chân, 4 chân, 5 chân. Ừ, bác là vô đúng cái chỗ mà 5 cái chân. Với cái mình nhìn này giống như, coi thử cái giống giống gì, cái hình dáng con gì không. Ủa cây này bán hả anh? Dạ. Cây đó bán hả? Cây đó đỡ chân trời chị, mà được giá cũng bán luôn. Ừ. Để đem vô tới đây mà không bán rồi để kia uống. Dạ. Ai mua bán luôn. Ủa cây này bán nhiêu anh? 1,5 triệu vậy. 1,5 triệu cả nhà mình. Ai muốn mua cây này lại đây mua 1,5 triệu nha. Nhỏ mà có vỏ. Chơi xong mai rồi chăm sóc làm sao anh? Để nó ra được lại đẹp dạ. Như thế này. Nói chung là đỡ nhà chơi khoảng mùng 10 là đem ra rồi nắng lại, đừng đỡ lâu quá. Dạ. Lâu quá là suy yếu coi. À. Thì cũng như trồng cây mai như các cây khác thôi. 2-3 tháng vô phân nó một lần. Rồi tưới ngày nào cũng tưới ha, 2-3 tháng vô phần lần. Còn trước Tết thì mình làm sao mà để cho nó ra bung được nhiều nụ nhất? Dạ vậy mua về vậy chơi chứ đâu có lạnh ở đâu, này là nhà vườn đã canh sẵn rồi là vừa chơi Tết thôi. Nhưng mà mình nhưng sau thì cũng tầm nay là 12, 13 gì tùy theo năm. Dạ. Mình lặt lá. Nhưng mà mình có cái cách nào mà trước Tết để cho mà cây nó được ra nụ nhiều không? Chứ dạ, mình phải có chăm sóc gì chứ? Chăm sóc của nguyên một năm đó chứ còn gần Tết đâu có cứu được nữa đâu. À, có nghĩa là cứ 2-3 tháng là vô phân lần. Dạ. Phân gì ạ? Phân NPK vậy. Dạ. Rồi rải ít ít hả? Cho phân lần vô chết luôn. À, cho phân lần vô thì chết, còn NPK thì còn sống. Còn có mình có cho thuốc kích hoa gì không anh? Dạ không. Không hả? À. À, đây là khách vô mua đó cả nhà mình. Mà nói cũng khó. Dạ. Cái vườn cả ngàn cây mà rút không được 200 cây mà ừ. Một cây làm sao đạt được. Đúng rồi. Nên là nói chung là tùy theo cái cây, tùy dạ. Theo sức khỏe cây với thời tiết nữa. Cũng giống như nhà mình chỉ có tưới thôi chứ mình đâu có gì đâu, nhưng mà dạ. Giờ nó cũng bắt đầu ra nụ bờ vườn vậy nè. Cả ngàn cây rút được nhiêu đây nè. Dạ, ngàn cây được nhiêu đây. Đâu phải không 50% đạt cũng tới. Dạ. Vườn này ngon lắm mà chỉ có 30% hết cỡ. Ừ. Cả nhà mình thấy cái nụ mai à. Này hoa cúc hả vậy? À, cúc. Mai cúc. Mai cúc là rất nhiều cánh như bông hoa cúc đó cả nhà. Dạ. Cái này nữa anh nói Tết là bán nhiêu? Mai cúc này hả vậy? À. 2,9 triệu. À, Tết là 2,9 triệu đó cả nhà mình. Còn bình thường giờ mua thì nhiêu? Dạ. Bình thường giờ cũng 2,9 triệu luôn hả? Dạ thì bình thường bây giờ cũng giá đấy rồi. À. Dạ. Vô một giá thôi gì ha. Dạ. Phải chở vô giờ bán Tết. Ừ, bán Tết mà. Cảm ơn anh Nhiên. Có số điện thoại không anh? Ví dụ ai xem video clip người ta gọi, người ta hỏi người ta mua đó, anh đọc số đi. Dạ 0979. 0979. 521. 521. 367. Cái gì? 367. 367 ha. Rồi cả nhà mình ha, Tisu quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Ai muốn mà mua mai á thì mình ghé qua vườn mai này mình mua và gọi cho các anh này ha. Tisu thấy mai
giờ thì chưa có nở lắm, nhưng mà chưa có nở đâu, nhưng mà mình qua mình lựa trước thì nó cũng ok ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn, hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Cảm ơn anh nha, chúc anh bán hết vườn mai về sớm. Dạ, cảm ơn. Được giá. Ok.